Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề thi thử của trường chuyên Lê Quý Đôn ở Đà Nẵng. Câu 81, trong cơ chế điều hòa hoạt động gen theo mô hình Oberon-Lac ở vi khuẩn E. coli, thì protein ức chế được tạo ra từ cấu trúc nào? Protein ức chế là được tạo ra từ gen điều hòa. Đó, các em nhớ ha, một Oberon là gồm phần gì? Thứ nhất là B, thứ hai vùng O, thứ ba là Z, IA là nhóm gen cấu trúc. Đây là Oberon-Lac. Và nằm trước Oberon, nằm ngoài và trước Oberon có gen điều hòa R. Đó. Gen này có chức năng đó là tạo ra protein ức chế. Cho nên mình chọn đáp án là câu B. Câu 82, trong hệ tiêu hóa của chim ăn hạt và gia cầm, biến đổi cơ học thực hiện chủ yếu ở đâu? Thì đối với hệ tiêu hóa ở chim nó có hai dạ dày, dạ dày cơ và dạ dày tuyến, thì cơ học chủ yếu ở dạ dày cơ. Câu 83, ở một số cây trồng người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn bằng cách sử dụng dạng đột biến. Đây là ứng dụng của dạng đột biến mất đoạn. Người ta cho những mất những đoạn nhỏ, trong đó những đoạn đó chứa các gen không mong muốn, những gen gây bệnh cho cây. Câu 84, cấu tạo của phân tử nào sau đây không có liên kết hydro? Liên kết hydro là liên kết giữa các loại nu. Ví dụ như A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro. Khi mà nó có hai mạch liên kết với nhau. Thì ở đây aden kép là có liên kết hydro. RARN cũng có liên kết hydro, chỉ có MARN luôn là một mạch thẳng cho nên không có liên kết hydro. Còn TARN vẫn là mạch đơn nhưng nó có những đoạn gấp khúc. RARN cũng vậy. Nó tạo ra cái sự liên kết hydro giữa các loại nu. Ở đây thì A thì liên kết với U, G liên kết với X, ARN thì A liên kết với U, G liên kết với X. Câu 85, khi Morgan tiến hành thí nghiệm cho ruồi giấm cái F1 thân xám cánh dài lai phân tích, ông phát hiện được hiện tượng di truyền nào? Thì đối với Morgan, ông đã phát hiện ra gì? Liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính. Và khi mà ông thực hiện F1 rồi giấm cái này lại phân tích, thì ông nhận thấy cái tỷ lệ phân ly kiểu hình nó khác với quy luật phân ly độc lập. Từ đó ông đã tìm ra quy luật chính là hoán vị gen. Còn đối với di truyền liên kết giới tính này thì ông cho ruồi giấm mắt đỏ, mắt trắng lai với nhau, chứ không phải là thân xám cánh dài lai phân tích. Câu 86, ở sinh vật nhân thực, khi tiểu đơn vị bé của ribosome gắn với mRNA ở vị trí nhận biết đặc hiệu, thì phức hợp nào sau đây khớp mã với cô đông mở đầu? Khớp mã với cô đông mở đầu đó chính là phức hợp TARN và axit amin. Mà cô đông mở đầu thì phải là TARN gắn với axit amin mở đầu. Mà axit amin mở đầu ở đây chính là MET. Cho nên đáp án là câu A, MET TARN. Đây là phức hợp axit amin TARN. Câu 87, từ một cây hoa quý hiếm bằng cách áp dụng kỹ thuật nào sau đây để tạo ra nhanh chóng, đó, tạo ra nhiều cây kiểu gen giống nhau, thì người ta dùng nuôi cấy mô. Hiện nay là kỹ thuật nuôi cấy mô rất là phát triển đối với trong tạo ra giống hàng loạt, tạo nhanh và kiểu gen giống nhau. Câu 88, một bệnh nhân do bị ngộ độc thức ăn nên nôn nhiều lần trong ngày, làm mất nhiều nước và dịch vị. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo hướng nào? Bây giờ khi mà mất nước như vậy, cơ thể mất nước thì áp suất thẩm thấu trong máu sẽ tăng lên. Đó, huyết áp phải giảm, pH máu tăng, đó, thể tích máu thì giảm. Câu 89. Hiện tượng di truyền làm hạn chế sự đa dạng của sinh vật. Hoán vị gen là tăng đa dạng di truyền, liên kết gen hoàn toàn thì hạn chế nè, tương tác gen cũng tăng, phân ly độc lập cũng tăng đa dạng di truyền. Câu 90, theo lý thuyết phép lai nào sau đây là lai phân tích? Lai phân tích là lai trội với lặn, là trội trội sai, trội lặn, đây là phép lai phân tích, lặn lặn, trội trội. Câu 91, nếu mạch khuôn của ADN chỉ có 3 loại nu ATX, thì khi nhân đôi môi trường không cần cung cấp loại nu nào? Ba loại nu ATX thì phải cần gì? A thì T, T thì liên kết với A thì G. Thì nu môi trường cần cung cấp đó là TAG,
và nó không cần ở đây là nu loại X. Câu 92. Một quần thể thực vật do phấn cân bằng di truyền có tần số A lớn. Theo lý thuyết tỷ lệ kiểu gen dị hợp của quần thể này. Đọc mình thấy cân bằng di truyền thì sẽ áp dụng HD Van Bent. B bình phương A lớn, 2BQ A lớn A nhỏ và Q bình phương A nhỏ A nhỏ. Và người ta cần ở đây đó là kiểu gen dị hợp. Dị hợp chính là A lớn A nhỏ và 2BQ. 2B chính là tần số A lớn là 0,2 và Q là 0,8 là A nhỏ. Sẽ bằng 0,32. Đáp án là câu B. Câu 93. Người hoặc hội chứng bệnh nào sau đây có cơ sở di truyền khác với các bệnh còn lại? Bệnh bạch tạng là bệnh đột biến gen lặn. Bệnh máu khó đông cũng đột biến gen lặn. Mù màu cũng là đột biến gen. Chỉ có hội chứng Turner này là đột biến nhiễm sắc thể. Đó, hội chứng là đột biến nhiễm sắc thể và ở đây là số lượng nhiễm sắc thể. Turner là X0, bị mất một chiếc X ở nữ và đã bị mất một chiếc nhiễm sắc thể giới tính X. Câu 94. Sử dụng colchicine để gây đột biến đa bội hóa thì phải tác động vào pha nào của chu kỳ tế bào? Để gây đa bội hóa thì phải tác động vào cái giai đoạn mà nó nhân đôi ADN. Đó. Vậy trong một cái chu kỳ tế bào thì pha nào là pha nhân đôi ADN? Một chu kỳ tế bào sẽ gồm có hai giai đoạn. Thứ nhất là kỳ trung gian. Chu kỳ tế bào ha sẽ gồm là kỳ trung gian. Kỳ trung gian sẽ gồm 3 pha. Pha G1, pha S và pha G2. Sau đó qua kỳ trung gian sẽ tới quá trình pha M, gọi là quá trình phân bào. Và pha S này chính là pha nhân đôi ADN. Đó. Pha G1 là tổng hợp các chất chuẩn bị cho nhân đôi. Pha S là nhân đôi ADN và pha G2 là tổng hợp các chất chuẩn bị cho quá trình phân bào, những chất còn lại. Cho nên ở đây mình phải tác động vào là pha S của chu kỳ tế bào. Câu 95. Trong tế bào nu loại T là đơn phân cấu tạo phân tử nào? T là ADN. Chỉ có ADN mới có T thôi. ARN là thay T bằng U. Câu 96. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số ALN? Trong 5 nhân tố tiến hóa thì chỉ có giao phối không ngẫu nhiên là không làm thay đổi. Chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối. Người ta hỏi là nhân tố tiến hóa thì giao phối ngẫu nhiên này không là nhân tố tiến hóa. Chú ý ha, giao phối không ngẫu nhiên mới là nhân tố tiến hóa. Câu 97. 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen này giảm phân bình thường, trong đó một tế bào xảy ra hoán vị giữa D lớn và D nhỏ. Theo lý thuyết kết thúc giảm phân tạo ra như thế nào? Ở đây ta thấy 3 tế bào sinh tinh. Thì một tế bào sinh tinh, chú ý nè, một tế bào sinh tinh mà nếu không có hoán vị thì một lần giảm phân tạo được hai loại giao tử với tỷ lệ là 2:2. Đó, rồi một tế bào sinh tinh nữa giảm phân thì không có hoán vị cũng tạo ra 2:2, nhưng mà tùy vào cách sắp xếp thì ở đây có thể tế bào 1 và tế bào 2 có cùng kiểu sắp xếp với nhau, cho nên nó cũng sẽ ra hai loại giống như vậy với tỷ lệ 2:2. Rồi một tế bào sinh tinh thứ ba, sinh tinh nhưng mà lại có hoán vị. Hoán vị thì lại tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ 1, 1, 1, 1, với tỷ lệ là ở đây là 2 giao tử liên kết và đây là 2 giao tử hoán vị. Thì lúc bây giờ nó có trường hợp 2 loại giao tử của 4 loại giao tử ở trên này nó giống với 2 giao tử hoán liên kết ở tế bào có hoán vị, cho nên chỗ này sẽ là 1, 1, 1, 1. Từ đó có khả năng là 5, 5, mình cộng lại 5, 5, 1, 1, cho nên đáp án A là câu đúng. Đó, nếu cái cách sắp xếp nó giống nhau. Rồi, cho nên có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ như vậy. Rồi mình xem câu B sai chỗ nào. 6 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau. Thì bây giờ một tế bào sinh tinh tạo 2 loại. Tế bào thứ 2 giả sử cũng tạo 2 loại giống như vậy là 2. Bây giờ nếu tế bào thứ 3 có hoán vị 4 tế bào này
với tỷ lệ là 1:1:1:1 thì nó khác với hai loại ở trường hợp này, thì lúc bây giờ cái tỷ lệ của nó là không bằng nhau. Cho nên có thể tạo ra 6 loại nhưng tỷ lệ không bằng nhau. Hoặc là tế bào 22, tế bào thứ 2 cũng tạo ra 22. Rồi tế bào thứ 3 muốn tạo ra 6 loại thì cái tế bào này có hoán vị này phải tạo ra 4 loại, trong đó có 2 loại trùng với giao tử liên kết của ví dụ 11, 11. Đó, thì ra 6 loại này thì nó là 22, 3, 3, 1, 1. Thì lúc bây giờ nó lại không bằng nhau. Có thể tạo được 6 loại nhưng tỷ lệ không bằng nhau. Rồi, cho nên ý B sai. Ý 3, giao tử mang 3 alen trội chiếm tỷ lệ 1/8. Ở đây 3 tế bào sinh tinh thì tạo được tối đa bao nhiêu loại giao tử nè? Các em thấy ở đây nếu mà giao tử đối với giao tử liên kết thì nó tối đa chỉ có 4 loại thôi. B, D kết hợp với A lớn là A lớn, B lớn, D lớn, hoặc A lớn, B nhỏ, D nhỏ, hoặc A nhỏ, B lớn, D lớn, A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ. Có nghĩa là có 4 loại giao tử liên kết. Thì khi mà mình tạo ra như thế này, tế bào thứ nhất, tế bào thứ hai các sắp xếp khác nhau thì tạo được 4 loại rồi. Thì tế bào thứ ba nó sẽ có 2 giao tử liên kết và 2 giao tử hoán vị. Cho nên cái 2 giao tử liên kết đó nó bắt buộc phải trùng với một trong hai trường hợp này. Cho nên tối đa nó chỉ tạo được 6 loại giao tử chứ không thể nào 8 loại giao tử hết, cho nên sai. Và ở đây cũng chỉ có 6 loại cho nên không thể nào mà chiếm tỷ lệ 1/8 được hết. Cho nên ý C cũng sai. Câu 98. Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen như thế này. Tự thụ phấn. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ thể đồng hợp chính chiếm 95%. Giả sử ở đây là gọi N là số đời tự thụ phấn. Thì mình có tỷ lệ thể đồng hợp A lớn cộng A nhỏ sẽ bằng gì? Ở đây 0,3, 0,3 giống nhau hết rồi. Thì một chút xíu mình sẽ nhân 2 lên. Đó, 0,3 ban đầu. Cộng qua N đời tự thụ phấn. Thì phải lấy 0,4 trừ ban đầu 0,4 qua 0,4 2 mũ N. Đó. Rồi mình chia cho tất cả này, mình chia cho 2. Thì mình sẽ có A lớn và A nhỏ nhỏ cũng y chang như vậy. Cho nên đây sẽ nhân 2 lên. Bằng, người ta cho mình là 0,95. Từ đó mình sẽ tính được là N bằng bao nhiêu. Chú ý đây là gì ha? Quá trình tự thụ phấn thì ban đầu là 0,4 thì qua N đời nó sẽ là còn lại nhiều. 0,4 chia 2 mũ N. Và cái lượng nó giảm là 0,4 trừ 0,4 trên 2 mũ N. Cái giảm đó sẽ chia đều cho A lớn và A nhỏ nhỏ. Cho nên đây cô cộng vào. 0,3 cộng một nửa thôi là chia 2. Ta giải phương trình một ẩn N và ra được N là bằng 3. 2N bằng 8 và N ở đây là bằng 3. Câu 99. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 20. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét hai cặp gen dị hợp. Quá trình giảm phân ở cơ thể này xảy ra hoán vị gen ở tất cả cặp nhiễm sắc thể. Nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở một cặp nhiễm sắc thể tại các cặp gen đang xét. Có nghĩa là ở đây có 10 cặp. Thì một lần nó chỉ xảy ra hoán vị. Ví dụ một tế bào thì nó sẽ xảy ra ở một cặp hoán vị ở một cặp thôi. Và mỗi tế bào đều có thể xảy ra hoán vị hết. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa về các gen đang xét là bao nhiêu? Số loại giao tử tối đa ở đây có hoán vị và không hoán vị. Không hoán vị thì sẽ tạo ra giao tử liên kết. Còn có hoán vị thì sẽ tạo ra giao tử liên kết và giao tử hoán vị. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ đi tìm giao tử tối đa bằng cách mình sẽ cộng số giao tử liên kết tối đa cộng với số giao tử hoán vị tối đa ở trong trường hợp này. Mỗi cặp gen là 2. Mỗi cặp nhiễm sắc thể thì xét 2 cặp gen dị hợp như vậy. Đầu tiên, đối với một tế bào, một cặp nhiễm sắc thể, cô xin lỗi. Một cặp nhiễm sắc thể mà giảm phân có hoán vị sẽ tạo ra gì? 2 giao tử liên kết cộng 2 giao tử hoán vị. Rồi đối với còn một cặp nhiễm sắc thể
giảm phân bình thường, thầy sẽ tạo ra là hai giao tử, tạo ra hai loại giao tử, đó, cùng là giao tử liên kết hết. À, hai loại giao tử liên kết và hai loại giao tử hướng vị, còn dưới đây là hai loại giao tử liên kết. Thì ở đây 2N bằng 20 có nghĩa là 10 cặp, N bằng 10. 10 cặp như vậy thì cô đầu tiên cô sẽ tính được số giao tử liên kết tối đa. Thì nó sẽ bằng số giao tử liên kết trên 10 cặp. 10 cặp gen, một cặp nhiễm sắc thể nếu mà không hoán vị thì tạo ra 2. Vậy 10 cặp sẽ là gì? 2 mũ 10. Đó. Và cô sẽ tính tiếp theo đó là số giao tử hoán vị tối đa. Đối với một tế bào mà có hoán vị thì sẽ tạo ra là 2. Một tế bào sẽ là 2. 2 giao tử hoán vị. Và còn lại hai loại giao tử hoán vị, còn lại 9 cặp. Ở đây có 10 cặp nhiễm sắc thể mà, 9 cặp bình thường. Thì 9 cặp bình thường đó sẽ là 2 mũ 9. Nó tạo ra 2 mũ 9. Và đồng thời có thể hoán vị một số trường hợp như sau. Thứ nhất, hoán vị cặp thứ nhất. Có thể hoán vị cặp nhiễm sắc thể số 2, có thể hoán vị cặp nhiễm sắc thể số 3. Cho nên số trường hợp ở đây là C1 của 10. Có 10 cặp cho nên là 1C10. Đó là sẽ bằng 10. Có nghĩa là có thể là hoán vị cặp 1, hoán vị cặp 2, cặp 3, cặp 4, cặp 5 và đến cặp 10. Và mình sẽ ra được đáp số đây là 10240. Còn ở trên này là 2 mũ 10 là 1024. Vậy số giao tử tối đa, số giao tử tối đa thì mình cộng hai trường hợp này lại. 10240 cộng 1024 là bằng 11264. 11264, đáp số là câu D. Câu 100, người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây kiểu gen này và lưỡng bội hóa thì có thể tạo ra cây lưỡng bội có kiểu gen nào? Nuôi cái hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh thì luôn tạo ra cây đồng hợp về tất cả cặp gen. Ở đây có thể tạo ra giao tử nào? Có nghĩa tạo hạt phấn có kiểu gen như thế nào thì sẽ tạo ra cây lưỡng bội là mình gấp đôi lên. Vì vậy ở đây là A nè. A lớn, nó có thể tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ, D lớn, E lớn. Đó. Hoặc A lớn, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Đó là hạt phấn có kiểu gen như vậy. Hoặc A nhỏ, B nhỏ, D lớn, E lớn. Và A nhỏ, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Nó dị hợp hai cặp cho nên có thể tạo được 4 loại hạt phấn như vậy. Và từ hạt phấn này khi mà lưỡng bội lên là mình chỉ việc nhân đôi lên thôi. Ở đây sẽ là A lớn, B nhỏ, D lớn, E lớn, E lớn. Hoặc là A lớn, B nhỏ, D lớn và E nhỏ, E nhỏ. Đó, đáp án chính là câu A ở đây. Mình thấy nó giống nè. Còn B lớn là không thỏa rồi. Không thể nào có E lớn, E nhỏ hết. Ở đây không có D nhỏ. Vì trên này chỉ có D lớn thôi. Câu 101. Nhóm vi khuẩn nào làm nghèo nitrogen? Nitơ trong đất. Nghèo nitơ đó là nhóm phản nitrat hóa. Vi khuẩn phản nitrat hóa này nó sẽ biến NO3- thành nitơ. Đó, làm mất đi cái lượng nitơ trong đất. Câu 102, tìm hai loài động vật trong đó, một loài hô hấp bằng ống khí và hô hấp bằng mang. Châu chấu là ống khí, cá là mang, A đúng nè. Cào cào, rắn này là bằng phổi. Cào cào thì đúng là hệ thống ống khí. Cá là mang, dung đất là bề mặt cơ thể, dung đất, rắn hổ mang. Dung đất là bề mặt cơ thể, rắn hổ mang là hô hấp bằng phổi. Câu 103, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn, từ cây kiểu gen này sẽ có thể tạo tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng? Tạo được bao nhiêu loại hạt phấn, bao nhiêu loại giao tử thì bấy nhiêu dòng thuần. Một cặp dị hợp, hai cặp dị hợp, ba cặp dị hợp thì sẽ tạo ra 2 mũ 3. Mà 2 mũ 3 sẽ bằng 8. 8 dòng thuần. Câu 104. Có bao nhiêu bằng chứng sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp? Chỉ có duy nhất
hóa thạch là được xem bằng chứng trực tiếp, cho nên mình xem ở đây những cái nào hóa thạch thì mình chọn. Đốt xương sống khủng long tìm thấy lớp đất đá là một là hóa thạch. Gai xương rồng tu cuốn đầu hoa lan biến dạng của lá thì đây không phải là hóa thạch, đây là bằng chứng gián tiếp cùng gốc cơ quan tương đồng. Nhiều loài rắn vẫn còn dấu vết của các chi, cơ quan thoái hóa cũng là bằng chứng gián tiếp. Tay người cánh dơi có phân bố tương tự nhau, cơ quan tương đồng cũng là bằng chứng gián tiếp. Đáp án là câu B. Câu 105. Có hai tế bào một cơ thể kiểu gen như thế này. Biết xảy ra trao đổi chiếu đơn ở cả hai tế bào. Nghe tế bào 1 có trao đổi chiếu đơn, có hoáng vị đó. Tế bào thứ 2 cũng có hoáng vị. Thì hỏi số giao tử tối đa là bao nhiêu? Thì đối với một tế bào, khi mà có hoáng vị ở một cặp gen thì sẽ tạo ra gì? Có hoáng vị sẽ tạo ra hai giao tử liên kết và hai loại giao tử hoáng vị. Liên kết ở đây chắc chắn phải là ABD và AB nhỏ, B nhỏ, D nhỏ. Và hai loại giao tử hoáng vị, nếu giả sử A với AB trao đổi với nhau, trao đổi chéo thì sẽ tạo ra hai loại giao tử hoáng vị. Đó là hai loại liên kết, hai loại giao tử hoáng vị là tế bào thứ nhất. Rồi tế bào thứ hai cũng có trao đổi chéo đơn. Giả sử bây giờ trao đổi không phải là A lớn A nhỏ nữa mà giờ D lớn D nhỏ đi, thì nó cũng sẽ tạo ra hai loại, đầu tiên phải là hai loại giao tử liên kết và hai loại giao tử hoáng vị. Đó. Giả sử hai giao tử hoáng vị này khác hai giao tử hoáng vị ở tế bào thứ nhất, có nghĩa là hoáng vị ở đây sẽ tạo được 4 và liên kết luôn tạo ra có 2 thôi, thì tổng cộng sẽ là 6 loại giao tử. Chú ý một số bạn đọc lướt qua là chọn 8, à 1 là 4, 4 cộng 4 là 8 là sai ha. Bởi vì hai giao tử liên kết này luôn giống nhau rồi, chỉ có khác là khác ở hoáng vị thôi, cho nên tổng chỉ có 6 loại giao tử thôi. Có 106. Nu hiếm có thể gây đột biến nào sau đây? À, nu dạng hiếm, ví dụ như G sao, nó đột biến thay thế cặp GX bằng AT, cho nên đột biến ở đây là thay thế một cặp nu đối với nu dạng hiếm. Câu 107. Hình vẽ bên biểu diễn quá trình thoát hơi nước một cây sống trong điều kiện khô hạn. Đường cong ABCD, đường cong mô tả sự thoát hơi nước qua tế bào khí khổng là. Đường cong nào mô tả sự thoát hơi nước qua tế bào khí khổng? Ở đây các em nhận thấy ha, chỉ có đường cong C nó khác hình dạng với ABD, thì một số bạn sẽ chọn A vào C. Nhưng ở đây cô sẽ giải thích cho mình thấy tại sao mình chọn câu C nè. Thì sự thoát hơi nước qua khí khổng nó được điều chỉnh bởi sự đóng mở khí khổng. Thì đây là cây sống ở điều kiện khô hạn. Mình thấy vào thời điểm này, đây là trưa. Trưa nắng gắt thì nhiệt độ môi trường cao, thì cái tế bào khí khổng này nó phải đóng lại để hạn chế thoát hơi nước. Nó hạn chế cái sự mất nước của cây, cho nên cái cường độ thoát hơi nước giảm, mình thấy nó thấp nè. Đó, thoát hơi nước giảm vào buổi trưa. Còn ngược lại vào buổi sáng sáng hoặc là buổi chiều thì nhiệt độ môi trường thấp, thì lúc bây giờ nó sẽ mở khí khổng để thoát hơi nước, cho nên nó sẽ cao hơn. Đáp án mình chọn đây chính là đường C. Câu 108. Cho các phép lai sau. Biết cây tứ bội giảm phân cho các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lý thuyết phép lai đời con có tỷ lệ phân ly là 8-4-4-2-2-1-1. Là như thế nào? Đó. Thì ở đây mình sẽ phân tích cái tỷ lệ đề bài người ta cho thành những cái tỷ lệ. Ở đây là 2, mình để ý mình thấy là có 2 cặp nè. Thì mình sẽ tách làm sao nó sẽ là tích 2 cái tỷ lệ nhân lại với nhau. Ở đây tỷ lệ 8-4-4-2-2-1-1-1. Chúng ta có thể phân tích thành tỷ lệ tích của hai tỷ lệ, đó là thứ nhất là 1-4-1 và thứ hai là 1-2-1. Rồi mình sẽ chia cái tỷ lệ này là của từng phép lai, để từ đó mình xác định xem phép lai nào thỏa với cái tỷ lệ này. Thì đầu tiên đối với 1-4-1, chúng ta thấy 1-4-1 mà tứ bội lai tứ bội thì nó phải có một kiểu gen, đó là A lớn, A nhỏ, nhỏ. Ở đây nó tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ là 1 nè, A lớn, 4 A lớn, A nhỏ và 1 A nhỏ, A nhỏ. Đó là 1-4-1 rồi. Thì để ra tỷ lệ 1-4-1, nó phải lai với cá thể, đó là đồng hợp.
Thì đây là đối với cặp A. Hoặc cặp B cũng tương tự. Nếu mà B lớn, B nhỏ thì like với cũng là đồng hợp. Cô ví dụ B lớn, B lớn, B lớn, B lớn hoặc B nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Thì nó sẽ ra đúng tỷ lệ 1, 4, 1. Rồi, đối với tỷ lệ 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1 thì một bên sẽ do làm 1, 1, like với 1, 1. Đó, thì nó sẽ có trường hợp gì? Thứ nhất, cô ví dụ A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ. Like với A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ. Thì cái nào tạo ra giao tử ở đây? A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ. Nó tạo ra một A lớn, A nhỏ và một A lớn, A lớn. Đó, này tương tự cũng vậy. Và có thể là gì nữa? A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ. Like với A lớn, A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Là cũng là 1, 1, like 1, 1. Hoặc là A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Like với A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Đó. Thì có 3 phép like như vậy. Nó sẽ ra tỷ lệ là 1, 2, 1. Thì tương tự hoặc thì B. Các em chú ý, B cũng như vậy. Cũng có 3 phép like như vậy. Vậy thì từ đây mình sẽ xác định xem từng phép like ở trên cái nào thỏa với tỷ lệ này. Thứ nhất, đây là đồng hợp. Đó, nó sẽ ra tỷ lệ được cặp A là sẽ ra là 1, 4, 1. Một bên là 4, 3 loại giao tử, 1, 4, 1. Bên này là 1, là 1, 4, 1 rồi. Đối với cặp B. Cặp B là như thế này. Thì nó sẽ ra là 1, 4, 1 với 1, 2 thì lại không thỏa. Ý 1 này là không thỏa. Cho nên phép like thứ nhất sai. Chú ý ha, cái phép like thứ cái B này nè. B like với B này là không có thỏa. Không ra 1, 2, 1. Rồi phép like thứ 2. Này, đối với cặp A thì nó sẽ được là 1, 2, 1. Này là 1, 2 loại giao tử 1, 1. Bên này 1, 1 là 1, 2, 1. B, một bên là B lớn, B lớn, B nhỏ là ra 1, 4, 1. Bên này là 1 thì đúng là 1, 4, 1. Cho nên 2 thỏa. Đó, tương tự như vậy 3. 3 thì ở đây là cặp A sẽ ra tỷ lệ là 1, 2, 1. Và cặp B. Cặp B thì lại là không phải 1, 4, 1. Tại bên này là 1, 4, 1 thì bên này phải thuần chủng. Đồng hợp nhưng cái này không thỏa. Thì 3 sai. Rồi 4. A. Ở đây lại là 1. Tỷ lệ 1, 2 x 1 chứ không phải là 1, 2, 1. Cặp B cũng sai. Cho nên là 4 không thỏa. Ở đây 5. A. A cặp A ra 1, 2, 1. Cặp B bên này là ra 3 giao tử 1, 4, 1. Với này là 1 đồng hợp nè. Cho nên thỏa là 1, 4, 1. Cho nên 5 thỏa. 6. Cặp A thì tạo ra không đúng rồi. Ở đây là tỷ lệ 1, 4, 1 x 1, 4, 1 thì không thể nào ra 1, 4, 1 hết. À, cặp B thì ra 1, 4, 1 nhưng cặp A thì không ra 1, 2, 1. Đó, B ở đây thì lại được 1, 4, 1 nè. Nhưng mà cặp A thì không ra được tỷ lệ 1, 2, 1. Vì vậy ở đây mình chỉ có 2 đáp án đúng, đó là 2 và 5. Đáp án là câu C. Câu 109. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng trội hoàn toàn xét phép like. Tỷ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội F1 chiếm tỷ lệ 8,75%. Cho biết không đột biến, chọn kết luận đúng. Và các em chú ý ở đây quan trọng nhất là các em phải xem đó là ruồi giấm. Đó. Ruồi giấm để mình biết rằng là nó chỉ có hoán vị gen ở dưới cái. Con đực thì không hoán vị gen, cho nên ở đây nè, không hoán vị gen. Rất là quan trọng ha, nếu mà em quên cái chỗ này là mình làm sai liền. Đó. Không hoán vị gen, chỉ hơn cái mới có khả năng hoán vị gen thôi. Vậy, thứ nhất, theo lý thuyết, ở đời F1 có tối đa 112 kiểu gen, đúng hay sai? Bây giờ số kiểu gen mình tính riêng từng cặp. Đối với cặp A lớn, B lớn, cặp dị hợp này, nếu các em để không nói rằng là nó hoán vị gen một bên, thì các em sẽ cho nó ra là 10 kiểu gen. Bởi vì hoán vị cả hai bên thì số kiểu gen là 10, nhưng chỉ có hoán vị một bên thôi, cho nên nó chỉ có 7 kiểu gen. Cặp D cũng vậy, hoán vị một bên cho nên cũng chỉ có 7 kiểu gen. Và cặp X thì nhân lại mình được 4. Sẽ ra là 196 kiểu gen. Ở đây câu A sai. Câu B, tỷ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội F1 chiếm tỷ lệ 38,75%. 4 tính trạng trội thì mình sẽ liệt kê ra 4 tính trạng trội đó như thế nào. Ở đây cô sẽ. Nào, thứ nhất, trội A, trội B, trội D, trội H. Và cặp này phải là lặn x e nhỏ. Và e nhỏ chỉ có e nhỏ y thôi. X e lớn, x e lớn, x e lớn, x e nhỏ, x e lớn y và x e nhỏ y. Cho nên lặn chỉ là x e nhỏ y.
Rồi thứ hai, trội A, lặng B, trội D, trội H và XE lớn gạch. Có nghĩa là trội cặp XE lớn, có thể XE lớn, XE nhỏ, XE lớn hoặc XE lớn Y. Đó, nó có 3 trường hợp như vậy. Rồi, hoặc là nó trội, ở đây trội A thì có thể trội B, A lặng trội B, rồi D, H trội, XE gạch. Rồi tiếp theo, bây giờ cặp A rồi B rồi tới DH, thì A trội B trội D trội H lặng và XE lớn gạch. À, và cuối cùng đó là A gạch, B gạch, D nhỏ, H lớn, trội H và trội E. Đó, mình sẽ có 5 trường hợp như vậy. Tuy nhiên ở đây hai trường hợp này là giống nhau nè. Đó, bởi vì A lớn gạch B nhỏ sẽ bằng A nhỏ B gạch đối với phép Lai dị hợp cặp A. Dị hợp cặp A thì A gạch B gạch sẽ bằng 0,5 cộng đồng hợp lặng. Còn trội 1 trội B bằng 0,25 trừ cho đồng hợp lặng. Đó, mình có công thức tính nhanh rồi. Thì thực ra hai cái này giống nhau, mình sẽ gom chung, và hai cái phía sau này giống nhau, mình sẽ gom lại chung với nhau. Và đồng mình sẽ đi tính ra bằng bao nhiêu ha. Đầu tiên, đối với trội 4 tính trạng này, thì ta thấy là trội 4 tính trạng XE nhỏ Y này cũng như là tỷ lệ kiểu hình được mang tất cả tính trạng trội. Bởi vì tất cả tính trạng trội này là gì? Là A gạch, B gạch, D gạch, H gạch và XE lớn Y. Đó. Mà XE lớn Y và XE nhỏ Y là bằng nhau, như nhau, đều là 1/4 hết. Cho nên ở đây nó cũng chính là tỷ lệ được mang tất cả tính trạng trội là bằng 8,75%. Đó là của kiểu gen thứ nhất, 4 tính trạng trội. Rồi đối với thứ hai, thứ ba giống nhau, thì bây giờ mình sẽ tính nè, A gạch B nhỏ. Các em chú ý ở đây hoán vị gen chỉ có ở dưới cái này thôi. Đực không có hoán vị gen, cho nên không có kiểu hình lặng, không có A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Vì vậy, chỗ này bằng 0,5. Và A gạch B nhỏ này bằng 0,25. Bởi vì đồng lặng này bằng 0, nó không xuất hiện. Đó là mình đã có được A gạch B nhỏ. Và D gạch H gạch. Đó. Tiếp tục mình đi tìm D lớn gạch H lớn gạch. Ở đây mình có tỷ lệ kiểu hình đực mang tất cả tính trạng trội, có nghĩa là gì? A gạch B gạch nè, D gạch H gạch, XE lớn Y bằng 8,75%. Đó, mà cái này là 1/4 mình biết rồi. Khi mình lai cặp XD, XE lớn, XE nhỏ lai với XE lớn Y thì ra 1/4, thì mình sẽ có được 4 trội là bằng, mình nhân lên là bằng 35. Từ đó mình suy ra A gạch, B gạch, D gạch, H gạch là bằng 35%, chính là 0,35. Và A gạch, B gạch này mình cũng có luôn rồi. A lớn gạch, B lớn gạch này là bằng 0,5. À, từ đó mình sẽ suy ra được D gạch, H gạch. Này là 0,35, mình chia cho 0,5 là nhân 2 lên là 0,7. À, từ đó cô sẽ tính ra được, chỗ này coi như mình nháp thôi ha. D gạch H lớn gạch bằng 0,7. Mà D gạch H lớn gạch nó bằng gì? 0,5 cộng D nhỏ H trên D nhỏ H đồng hợp lặng. Từ đó suy ra D nhỏ H trên D nhỏ H bằng 0,2. Mà 0,2 một bên có hoán vị, bên này không có hoán vị là bằng 0,5. Cho nên bên có hoán vị này nó sẽ tạo ra giao tử DH nhỏ bằng 0,4. À, mình nhân 0,5 lên là bằng 0,4. Các em lấy nè, 0,4 nè, nhân cho 0,5 thì sẽ bằng 0,2. Một bên giao tử 0,5 rồi, cho nên giao tử còn lại là 0,4. Và mình sẽ biết nó có tần số hoán vị F bằng 20%. À, nếu bài này người ta hỏi tần số hoán vị thì của cặp DH là mình có thể trả lời được đó là 20%. Đó, mình có DH nhỏ rồi, mình có hết rồi, thì mình có thể suy ra được chỗ này luôn ha. Bây giờ cô sẽ thế vào cô tính. Cộng hai này giống nhau là cô nhân cho 2. 2 nhân cho A gạch B nhỏ là 0,25. Nhân D gạch H lớn gạch là 0,7. Mình tính ra rồi.
Rồi xe lớn gạch là nó có xe lớn, xe lớn, xe lớn, xe nhỏ và xe lớn y. Nên nó là 3 phần 4. Rồi tiếp mình cộng cho hai cái cụm dưới này, nó giống nhau cô, đem là thành 2 nhân cho A gạch B gạch là 0,5. Rồi D lớn gạch H nhỏ H nhỏ thì cũng có công thức tính nhanh thôi, D lớn gạch H nhỏ bằng 0,25 trừ cho đồng hợp lặng DH nhỏ trên DH nhỏ, mà DH nhỏ này mình tính ra 0,2 rồi cho nên nó bằng 0,05. À, chỗ này nhân 0,05 nhân cho 3/4 là mình sẽ ra kết quả sẽ bằng 0,3875 là bằng 38,75%. Vì vậy ý B này là ý đúng. Câu C, trong số các con cái có kiểu hình trội và tất cả tính trạng F1, tỷ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp là 10%. Bây giờ mình sẽ tính đồng hợp. Cô bôi hết cái phần này ha. Mình tính rồi, được rồi. Rồi, bây giờ đồng trội. Trong số kiểu hình về trội về tất cả tính trạng A gạch, B gạch, D gạch, H gạch, con cái, X, E lớn, X gạch. Đồng trội có nghĩa là gen đồng hợp trội. A lớn nè. A lớn, B lớn, B lớn, D lớn, D lớn, H lớn, H lớn và XE lớn, XE nhỏ. À, những kiểu gen này là cô viết cái thế thôi, nhưng mà đúng của nó phải là A lớn, B lớn nè, trên A lớn, B lớn, D lớn, H lớn, trên D lớn, H lớn, đó. XE lớn, XE lớn. Thì chúng ta thấy ở đây, không thể nào có kiểu gen A lớn, B lớn trên A lớn, B lớn hết. Một bên này nó là dị hợp chéo, nó không tạo ra giao tử hoáng vị, bởi nó không hoáng vị, không tạo ra A lớn, B lớn. Cho nên chỗ này bằng 0. À, vì vậy không có. Cho nên C, câu C phải đáp án là 0%. Bởi vì không có mà. À, cho nên ý C sai. Ý D, cho con đực B đem lại phân tích. Và FB, bây giờ con đực B lại phân tích. A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn. D lớn, H lớn, trên D nhỏ, H nhỏ. XE lớn Y. Rồi, lai phân tích là lai với đồng lặng. XE nhỏ, XE nhỏ. FB thu được cá thể dị hợp về tất cả cặp gen. Dị hợp tất cả cặp gen phải là gì? Phải là A lớn, rồi A nhỏ. Cô viết dưới dạng là chứa allen thôi, chưa viết kiểu gen ha. B nè, D nè, D nè, H, H nè. Và XE lớn, XE nhỏ. Thì chúng ta lại thấy ở đây, giả sử ở đây nó ở đây là không hoáng vị, các em chú ý ha, không có hoáng vị gen, bên này cũng không hoáng vị gen rồi, thì không thể nào có giao tử A lớn B nhỏ mà trên A nhỏ B lớn hết, không thể dị hợp hai cặp cùng lúc, cho nên câu D cũng phải là 0%, không có, không thể tạo ra dị hợp về tất cả cặp gen. Câu 110, khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng? Hai loài có càng nhiều cơ quan tương đồng thì quan hệ họ hàng càng gần là đúng. Hai loài càng nhiều cơ quan, cặp cơ quan thoái hóa với nhau thì quan hệ họ hàng càng gần đúng. Hai loài càng nhiều cơ quan tương tự với nhau thì quan hệ họ hàng là sai. Là câu này là chính là câu không đúng. Người ta chỉ sử dụng cơ quan tương đồng và cơ quan thoái hóa để xem cái quan hệ họ hàng, xác định quan hệ họ hàng chứ không dùng cơ quan tương tự. Câu D, hai loài có trình tự nu trong ADN càng giống thì quan hệ hàng càng gần là đúng. Câu 111, một loài thực vật lưỡng bội màu hoa thì do hai cặp gen, nghĩa là ở đây có sự tương tác. Kiểu gen A lớn B lớn thì đỏ, còn lại màu trắng. Còn D thì thân cao, chỗ an toàn D nhỏ thân thấp, cho phép lai hoa đỏ thân thấp, lai cây hoa trắng thân thấp thu được F1, cho tất cả các F1 tự thụ phấn thu được F2. Có loại kiểu hình thân đỏ, hoa đỏ thân thấp chiếm tỷ lệ như thế này. Thì biết không đột biến, theo lý thuyết số cây thân đỏ hoa thấp ở F2 có 3 allen trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Câu này nó rất là chung, có nghĩa là người ta chưa cho kiểu gen, chỉ cho có một cái dữ kiện này thôi. Thì chúng ta phải làm sao để mà lập luận đưa ra được cái kiểu gen của phép lai B này. Đó, dựa trên tỷ lệ kiểu hình thân hoa đỏ thân thấp. Thì hoa đỏ thân thấp là A gạch, B gạch là đỏ, thân thấp là D nhỏ bằng 28,125%. Và mình quy ra phân số nó là 9/32. Đó, từ cái phân số này mình mới tách làm sao?
để cho nó được một cái tích, cái tỷ lệ. Ở đây là gì? Nó có tương tác thì chúng ta sẽ nghĩ đến mình tách ra 9 phần 16 nhân cho 1 phần 2. Cái chỗ tách này là chỗ quan trọng ha. Chú ý mình làm nhiều và mình lập luận để mình đưa ra được cái tỷ số này. Thì chúng ta lại thấy cái cây thân thấp hoa đỏ ở F1 tự thụ phải làm sao, có kiểu gen như thế nào để khi mà cho ra ở F2 nó là 9 phần 16. Đó. Thì chỉ có thể là cây thân thấp đêm này nè, ở F1 nè, thân thấp mà hoa đỏ tự thụ phải là có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Đó, chỉ có tự thụ là lai với chính nó thì mới có thể tạo được 9 phần 16 hoa đỏ. Và 1 phần 2 ở đây thể hiện cho nó là kiểu gen của A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ chiếm tỷ lệ là 1 phần 2 trong số các kiểu gen của cây F1 được tạo ra. Cho nên cây F1, chú ý ha, ở đây mình lập luận nó sẽ tạo ra hai loại kiểu gen. Từ đó mình sẽ suy ra được B. B phải có kiểu gen như thế nào để tạo ra là 1 phần 2. Đó, F1 sẽ là 1 phần 2 này, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Và 1 phần 2, một kiểu gen nào đó. Thì ở đây cho cây thân đỏ, cao hoa đỏ và thu lai với cây hoa trắng mà thu được tỷ lệ như thế này thì chỉ có thể là A lớn, A nhỏ, B lớn, lai với A nhỏ, A nhỏ. Phải tỷ lệ 1:1 thì giả sử cặp A nó ra 1:1 thì cặp B phải là 1 và D thì luôn là thân thấp là D nhỏ rồi. Đó. Đây là trường hợp thứ nhất. Hoặc trường hợp thứ hai cũng y chang không khác gì hết. Đối với cặp A thì nó là A nhỏ, A nhỏ. À, cô xin lỗi, A lớn. B lớn, B nhỏ. Để nó ra được tỷ lệ 1:1. D nhỏ lai với A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Đó thì nó ra là 1 nè. 1:1 chính là 1 phần 2, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Bên này là 1. A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Ở đây là A nhỏ, B lớn, B nhỏ và D nhỏ, D nhỏ. Đó. Hai trường hợp này là giống nhau. Đó. Mình có thể chọn một trong hai mình làm thôi. Kiểu gen đời B nó có thể là một trong hai kiểu gen này. Đó, thì trong trường hợp này cây thân thấp hoa đỏ sẽ chiếm tỷ lệ là 9 phần 32. Bởi vì khi tự thụ phấn là kết quả này lai với chính nó. Đó. Thì cặp A lớn, A nhỏ, B lớn và nhỏ này nó chiếm là ra 9 phần 16 và nhân thêm 1 phần 2 là tỷ lệ của kiểu gen đó nữa thì là 9 phần 32. Rồi bây giờ mình mới đi tìm cây có 3 allele trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Trong cây thân đỏ, hoa đỏ thân thấp là mình đã biết rồi, nó chiếm 9 phần 32. 9 phần 32 là hoa đỏ thân thấp thì trong 932 đó allele trội, 3 allele trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Rồi mình cô chỉ giải một trường hợp, hai trường hợp này giống nhau ha, có một trong hai kiểu gen đều được. Thì ví dụ như trường hợp đầu tiên, có 3 allele trội. 3 allele trội thân thấp hoa đỏ là có kiểu gen như thế này. Thứ nhất, A lớn, A nhỏ, B lớn, D nhỏ. Đó, 3 allele trội. Hoặc A nhỏ, A nhỏ. À, A lớn, cô xin lỗi. A lớn, tại vì D luôn, D nhỏ rồi A lớn, B nhỏ, D nhỏ. Đó, và bằng tỷ lệ bao nhiêu? Thứ nhất, ở đây F1 tự thụ phấn nó là gì? A lớn, A nhỏ, B nhỏ, lai với B lớn, B nhỏ. Đó, đối với từng cặp, 1 phần 4 A lớn, A lớn, 2 phần 4 A lớn, A nhỏ và 1 phần 4 A nhỏ, A nhỏ. Cặp B cũng như vậy, tương tự. Thì khi mình tự thụ phấn nó ra A lớn, A nhỏ là bằng gì? 2 phần 4, B lớn là 1 phần 4. Đó. Nhưng mà đầu tiên, chúng ta nhận xét hai này giống nhau nè. Để mình khỏi mấy công mình làm hai cái mình cộng lại thì giờ mình nhân 2 lên. 2 nhân. Rồi bây giờ để tự thụ phấn ra được cây 3 lên trội thì bắt buộc bố mẹ phải là cây đem tự thụ phấn phải là kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Cho nên mình phải nhân thêm cho 0,5. 0,5 là 1 phần 2 ở đây là tỷ lệ của A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Rồi nhân.
A lớn A nhỏ là 2 phần 4. B lớn ở đây mình có phép lai riêng rồi nè, 1 phần 4. Rồi mình sẽ ra được kết quả ở đây là 2, 4, 4 là 1 phần 2 là 1 phần 8. Đó, 1 phần 8 là cây 3 trội. Nhớ ha, thân thấp hoa đỏ 3 trội là 1 phần 8. Thì người ta hỏi trong số thân thấp hoa đỏ này 3 trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì mình lấy 1 phần 8 mình chia cho 9 phần 32. 1 phần 8 chia 9 phần 32 là bằng 4 phần 9. Đáp số chính là câu C. Bài này chủ yếu mình lập luận để mình đưa ra được cái kiểu xem của B. Từ cái tỷ lệ 9 phần 32. Câu 112, hãy quan sát hình vẽ một tế bào đang phân bào. Mỗi chữ cái ký hiệu cho một nhiễm sắc thể, cho biết có bao nhiêu nhận định đúng. Thứ nhất, tế bào đang ở kỳ sau của quá trình giảm phân 1. Thì chúng ta nhận thấy ở đây, các cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể, nó đang ở trạng thái là nhiễm sắc thể kép. Ở đây A lớn như là X nè, A nhỏ chứ, cô xin là A nhỏ, nó nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép. Đó, ở đây cũng vậy. A nhỏ. Và xếp thành hai hàng, cho nên nó là kỳ giữa của giảm phân 1. Kỳ giữa thì nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo. Cho nên ý 1 sai. Ý thứ hai, bộ nhiễm sắc thể của loài 2N bằng 10. Có nghĩa là 5 cặp, thì ở đây mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5. Cho nên ý 2 này là đúng. Ý thứ ba, đây có thể là một loài thực vật. Thì đối với loài thực vật thì cái tế bào của nó sẽ có cái thành cellulo. Thường là người ta sẽ vẽ mình cho một cái thành cellulo nó bao bên ngoài để tạo hình dạng của tế bào thực vật. Cho nên ở đây là tế bào ta vẽ như thế này thì khả năng là tế bào loài động vật chứ không phải là thực vật. Thực vật thì thường sẽ có thành cellulo đó, để nó tạo ra cái hình dạng. Ví dụ ha, tế bào thì tế bào nó sẽ nằm bên trong này, bên ngoài có cái thành cellulo. Cho nên ý 3 sai. Ý thứ tư, đã xảy ra đột biến nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Thì chúng ta thấy ở đây cặp D lớn D nhỏ, nếu đúng nhiễm sắc thể nhân đôi thì phải là D lớn này là D nhỏ D nhỏ. Nhưng ở đây lại có hiện tượng là D lớn D nhỏ, chứng tỏ nó có thể đã xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa D nhỏ bên này và D lớn qua bên này. Nó đã tạo nên là D lớn D nhỏ. Thì chuyển đoạn chính là đột biến nhiễm sắc thể. Và ở đây người ta nói là đã xảy ra. Thì có thể xảy ra chứ không phải đã. Có thể xảy ra trong kỳ trung gian, trong quá trình nhân đôi ADN. Và có thể xảy ra ở quá trình phân bào. Thì chỗ này đúng là phải là có thể, cho nên ý 5 lại là sai. Vì vậy đáp án đó là câu A, chỉ có một ý đúng là ý 2. Câu 113, ở một quần thể động vật, A lớn là xám, A lớn A nhỏ là vàng, A nhỏ A nhỏ là trắng. Thể xuất phát có thành phần kiểu gen như thế này, theo lý thuyết bao nhiêu phát biểu đúng? Thứ nhất, nếu trong quá trình sinh sản chỉ có cá thể kiểu hình, cùng kiểu hình mới giao phối với nhau, thì kiểu hình lông xám và kiểu hình lông trắng sẽ tăng dần, kiểu hình lông vàng sẽ giảm dần. Cùng kiểu hình giao phối với nhau thì đây gọi là giao phối có lựa chọn. Còn gọi là giao phối không ngẫu nhiên. Đó, giao phối không ngẫu nhiên thì đồng hợp tăng và dị hợp giảm. Mà đồng hợp chính là A lớn là xám tăng, A nhỏ là trắng, trắng sẽ tăng. Và A lớn A nhỏ dị hợp sẽ giảm xuống. Kiểu hình lông vàng sẽ giảm, nên ý 1 đúng. Ý thứ hai, nếu trong quá trình sinh sản, tinh trùng của các thể lông trắng không có khả năng thụ tinh. Tinh trùng của lông trắng không có khả năng thụ tinh, lông trắng là A nhỏ, thì tần số A nhỏ sẽ giảm dần là đúng, bởi vì A nhỏ không có khả năng thụ tinh. Cho nên là ý 2 đúng. Ý thứ ba, nếu F2 quần thể có tỷ lệ kiểu gen như thế này thì có thể chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Thì chúng ta thấy nè, nó có thể đào thải, yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải hoàn toàn một kiểu gen nào đó. Ở đây là A nhỏ ra khỏi quần thể. Hoặc là mình tính tần số A lớn và A nhỏ. Nếu mà tần số thay đổi cách đột ngột thì có thể đã chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên. A lớn ở đây là
0,21, 0,3 và 0,7. Còn lúc bây giờ A lớn là bằng 0,85 cộng cho 0,15 trên 2. Đó. Và A nhỏ 0,15 trên 2. Rất là nhỏ. Đó. Từ 0,7 mà còn lại là 0,15 chia 2. Cho nên nó thay đổi một cách đột ngột. Giảm một cách đột ngột. Cho nên có thể đã chịu yếu tố ngẫu nhiên là đúng. Ý thứ tư, nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình lông vàng. Lông vàng là kiểu hình trung gian. Thì tần số A nhỏ sẽ tăng lên. Thì đây là một ý đúng ha. Cho nên câu này có 4 đáp án đúng, đó là câu D. Câu 114. Trong trường hợp mỗi sen quy định một tính trạng trụ hoàn toàn cho cặp B tương phản về một hoặc hai cặp tính trạng lai với nhau. Đến F2 thì số loại kiểu sen ở từng thế hệ được biểu thị ở hai đồ thị thì có bao nhiêu nhận xét đúng. Đồ biểu đồ thứ nhất, B là có hai kiểu sen, F1 chỉ có một kiểu sen thôi, F2 thì ba kiểu sen. Đồ thị thứ hai là B2, F1 là 1 và F2 là 9. Đó. Thì dựa trên cái tỷ lệ kiểu gen ở hai đời, chúng ta có thể suy ra được cái quy luật di truyền ở đây. Thứ nhất, biểu đồ 1 có thể là kết quả của phép lai di truyền liên kết hoàn toàn. Đó. Thì di truyền liên kết hoàn toàn ở đây, cô ví dụ A lớn B lớn lai trên A lớn B lớn, lai với A nhỏ B nhỏ, A nhỏ B nhỏ, bởi vì nó có ra có một kiểu gen thôi, đó là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Rồi, tiếp tục, nó like, F1 like với F1, thì sẽ được gì? AB, A nhỏ B nhỏ, liên kết hoàn toàn, không có hoáng vị, sẽ tạo ra A lớn B lớn trên A lớn B lớn. Tỷ lệ là 1 nè, 2 A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ và A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Đó, nó ra ba loại kiểu gen, thỏa với cái biểu đồ thứ nhất, cho nên ý 1 này là đúng, có thể liên kết hoàn toàn. Ý thứ hai, tỷ lệ kiểu gen ở F2 ở biểu đồ 2 là 422111. Thì ở biểu đồ 2, chúng ta thấy có 9 kiểu gen, chứng tỏ F1 này là phân ly độc lập. Đó, A lớn B, A nhỏ là A lớn B nhỏ. Sẽ tạo ra 9 loại kiểu gen. Và khi mình lai lại, sẽ ra là 1 nè, 21 đối với cặp A, 1 cặp B, 21. Và kết hợp lại thì sẽ ra đúng là 422211111. Cho nên ý 2 đúng. Đó. Thì B ban đầu sẽ là A lớn, B lớn, B lớn, A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Đó. Thì tạo ra được F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp. Theo tuân theo quy luật phân ly độc lập. Ý thứ 3, nếu tiếp tục giao phấn thì tỷ lệ kiểu gen F3 ở đồ thị 1 là 121. Thì giao phấn có nghĩa mình lấy cái kiểu gen này mình lai. Thì lai nhiều kiểu gen như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm giao tử. Ở đây có hai loại giao tử thôi, A lớn B lớn là chiếm 1/2, A nhỏ B nhỏ là 1/2. Đó, đây là ra 1/2 nè. Là 1/4 là 1/4 cộng 1/4 A lớn B lớn là ra 1/2. Đó. Thì lúc đó mình sẽ giao phấn đó là 1/2 A lớn B lớn, 1/2 A nhỏ B nhỏ kết hợp với 1/2 giao phấn với nhau. Đó. Thì nó sẽ ra đúng là nhân lại là 1/4, 2/4 và 1/4 là 1/21. Đó, đây chính là 1/21. Cho nên ý thứ 3 cũng đúng. Ý thứ 4, nếu cho F1 của biểu đồ 2 lai phân tích thì FA thu được có 4 kiểu gen với tỷ lệ như nhau. Ở biểu đồ 2 thì đơn giản rồi, dị hợp hai cặp mà lai phân tích. Đồng hợp lặn thì ra được 1 A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ, 1 A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Đó, có 4 kiểu gen ha. 1 A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Và 1 A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. À, với tỷ lệ là như nhau. Bởi vì này tạo 4 giao tử, bên này 1 giao tử. Thì mình kết hợp lại ra 1111. 4 loại kiểu gen. Cho nên ý 4 cũng đúng. Vì vậy câu này là đáp án C. Câu 115. Nhằm định lượng mức độ đa dạng di truyền một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, người ta tiến hành phân tích biến dị di truyền ở các tiểu quần thể 1 đến 4 ở mức độ Allele. Tiểu quần thể 1 có số cá thể lớn nhất trong loài này. Số cá thể ở mỗi tiểu quần thể 2, 3, 4 đều bằng 1/7, có nghĩa là quần thể 1 này gấp 7 lần quần thể 2, 3, 4 về số lượng. Từ mỗi tiểu quần thể, người ta lấy 5 cá thể làm mẫu thí nghiệm.
thì người ta ghi chú được cái bảng như sau. Tiểu quần thể 1, cá thể 1 là có allele B lớn, B nhỏ, có nghĩa là kiểu gen của nó sẽ là gì các em? B lớn, B nhỏ. Đó, nó có chứa 2 allele. Tương tự như vậy ha. Giả sử cá thể 4 này chỉ có B nhỏ thì nó có kiểu gen là B nhỏ, B nhỏ. Ở đây thứ nhất có bao nhiêu phát biểu đúng? Ý thứ nhất, kết quả phân tích cho thấy cả 4 tiểu quần thể đều không chứa kiểu gen B lớn, B nhỏ. B lớn, B nhỏ này, B lớn, B nhỏ có nè. Này là B lớn, B nhỏ. B lớn, B nhỏ. À, đây là cũng có B lớn, B nhỏ, cho nên ý 1 sai rồi. 4 quần thể đều không chứa là sai. Đều chứa, chứ không phải là không chứa. Đều chứa B lớn, B nhỏ. Ý thứ hai, tần số B ở loài này là 0,34. Tần số B lớn thì mình sẽ xem có bao nhiêu B lớn và mình chia cho tổng số allele là ra được tần số B lớn. B lớn ở đây là bao nhiêu? Các em chú ý ha, quần thể 1 gấp 7 lần so với 2, 3, 4. B lớn 1, 2, 3, 4. 4 B lớn. Nhưng nó gấp 7 lần thì số allele B lớn phải là 4 x 7. Rồi cộng tiếp 1, 2, 3. Quần thể 2 là có 3 B lớn. Cộng 1, 2 và bên này là 1. Đây là tổng allele B lớn. À, bằng là 2, 7, 4, 28 là bằng 30, 34. 34 allele B lớn. Và mình xem cái này có tổng bao nhiêu allele. Cá thể ở đây là 5. 5 cá thể tiểu quần thể 1 thì 7 nhân cho 5. Bên này là 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 35 50 15 là 50 cá thể. 50 cá thể. Vậy nó sẽ có là số allele, tổng số allele là 100. Một cá thể 2 allele cho nên 100 allele. 100 allele. Vậy tần số B lớn sẽ bằng 34 chia 100 bằng 0,34. Cho nên đáp án này 2 là đúng. Ý thứ 3, tiểu quần thể 4 thể hiện sự cách ly với các tiểu quần thể khác là nhiều nhất. Mình thấy tiểu quần thể 4 về allele B nhỏ của nó là ít nhất. Cho nên ý 3 này đúng. Đó, nó có sự cách ly với tiểu quần thể khác là nhiều nhất. Cấu trúc di truyền về cái tần số B nhỏ của nó là khác nhất ha, thấp nhất trong 5 cái quần thể, à 4 quần thể. Ý thứ 4, ở tất cả các tiểu quần thể, tỷ lệ kiểu gen đồng hợp cao hơn tỷ lệ kiểu gen dị hợp. Đồng hợp ở quần thể 1, đồng hợp B nhỏ nó thấp hơn. Đó. Dị hợp cao hơn, mà người ta ở tất cả gen đồng hợp cao hơn là sai. Ở quần tiểu quần thể 2, dị hợp cũng cao hơn, chỉ có 3 và 4 thì đồng hợp mới cao, cho nên ý 4 sai. Vậy đáp án đúng đó là câu D. Câu 116, ở người bệnh phenylketonuria do gen allele lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Bệnh mù màu thì do allele lặn nằm trên vùng không tương đồng của X quy định. Các allele trội tương ứng quy định tính trạng bình thường. Một cặp vợ thứ nhất, chồng thứ hai bình thường. Có người vợ thì có em gái 3 bị mù màu. Mù màu ở đây chính là X. Cô giả sử mù màu là B thì allele lặn A là phenylketonuria, còn mù màu là B thì XB nhỏ, B nhỏ. Đó, người số 3 là XB nhỏ, B nhỏ. Họ sinh ra đứa con gái số 4 bị bệnh phenylketonuria, có nghĩa là A nhỏ, A nhỏ. Người con gái số 4 kết hôn với người chồng 5 không bị bệnh nhưng mang allele gây bệnh, có nghĩa là người chồng này sẽ là A lớn, A nhỏ. Theo lý thuyết, xác suất sinh ra một con trai không bị bệnh phenin nhưng bị bệnh mù màu 4 năm là bao nhiêu? Đó, đầu tiên, đây là bài tập phả hệ mà người ta không có vẽ dạng sơ đồ mà viết bằng chữ ha, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. À, cô có thể vẽ cái sơ đồ phả hệ ra để các em thấy để không bị nhầm lẫn ha. Người vợ số 1 với người chồng số 2 bình thường. Nhưng mà người vợ này thì có một người em gái bị mù màu. Đó là số 3. Cặp vợ chồng 1, 2 sinh ra người con gái thì bị bệnh phenylketonuria. Người con gái số 4 này kết hôn với
người số 5. Và người số 5 này không bị bệnh nhưng mang allele gây bệnh phenylketonuria, có nghĩa là chứa A lớn A nhỏ, có chứa A nhỏ. Ở đây là người số 5. Người ta hỏi mình là xác suất sinh một con trai không bị phenylketonuria nhưng bị mù màu. Đó, bị mù màu là bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm kiểu gen. Người số 3 này là bị bệnh mù màu. Mù màu thì phải là XB nhỏ, XB nhỏ. Vậy người số 1 mẹ bình thường này phải chứa một XB nhỏ và chứa một XB lớn. Không bệnh mà. Bởi vì có người em gái chứa B nhỏ cho nên chắc chắn người số 1 này phải chứa đó là XB lớn, XB nhỏ. Người số 2 là XB lớn Y. Rồi sinh ra con số 4 này lại bị bệnh phenylketonuria là A nhỏ A nhỏ, thì 1, 2 phải là A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ. Không bệnh và phải chứa A nhỏ để sinh ra con A nhỏ A nhỏ. Người con này không bị bệnh thì sẽ là XB lớn X gạch. Và người số 5 này không bệnh phải là XB lớn Y. Bây giờ thì chúng ta làm như bài tập phả hệ bình thường. Ở đây các em không quen thì mình sẽ tách riêng ra à bệnh phenylketonuria và bệnh mù mọc. Thì bệnh phenylketonuria xác suất mà để con không bị bệnh, xác suất bài này đơn giản ha, không bệnh phenylketonuria là bao nhiêu? Cặp A lớn A nhỏ lai với A nhỏ là 1/2, nó sẽ ra là 1/2 A lớn A nhỏ, cho nên làm bằng 1/2. Đó là bệnh phenylketonuria. Bây giờ tới bệnh mù màu. Mù màu thì số 4 này có kiểu gen như thế nào? XB lớn XB nhỏ lai với XB lớn Y ở đây thì sẽ ra là 1/2 số 4 này có kiểu gen. 1/2 XB lớn XB lớn và 1/2 XB lớn XB nhỏ. Đây là mình đang xét về bệnh mù màu. Và số 5, mình lai với số 5. Số 5 là XB lớn Y. Đó, từ đó mình sẽ đi tìm được lại là xác suất bị mù màu. Đây mình đi tìm giao tử, bị mù màu phải là XB nhỏ. Giao tử XB nhỏ sẽ bằng gì? 1/4. 1/2 chia 1/4. Và xác suất bệnh mù màu là bằng 1/4 nè, nhân cho Y bên này là nhân 1/2 là bằng 1/8. Đó, đây là xác suất bị bệnh mù màu và chỉ có con trai mới bị bệnh mù màu ha. Vậy ở đây người ta nói xác suất sinh một con trai không PQ mà này là không bệnh này là 1/2. Rồi nhân cho con trai bị mù màu, con trai bị bệnh mù màu là mình đã tính ra được 1/8 chính là XB nhỏ Y nhân 1/8 sẽ bằng 1/16. À, đáp án là câu D. Các em chú ý đây cô không nhân con trai, không nhân xác suất 1/2 bởi vì ở đây cô đã đi tìm xác suất bị bệnh mù màu. Mà bệnh mù màu này đã là con trai rồi, XB nhỏ Y rồi thì không nhân cho 1/2 nữa. À, cho nên đáp án là câu D. Câu 117, cho hai cây có kiểu gen dị hợp hai cặp lai với nhau thu được đời con F1 có tỷ lệ kiểu hình là 1:21. Biết mỗi gen quy định tính trạng rồi hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu đúng? Thứ nhất, bố mẹ có thể có kiểu gen giống nhau hoặc khác nhau. Thì khi mà lai ra tỷ lệ kiểu hình 1:21 mà dị hợp hai cặp gen thì chúng ta phải nhớ ngay đến hiện tượng đó là liên kết gen. Đó, liên kết gen đây là liên kết gen hoàn toàn cô. Ví dụ A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn lai với A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn. Các em chú ý đây là tỷ lệ kiểu hình. Nó khác với kiểu gen nha. Kiểu gen thì có thể dị hợp đều, lai dị hợp đều được. Nhưng tỷ lệ kiểu hình thì chỉ có dị hợp chéo nè. A lớn B nhỏ. 2 A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn và 1 tỷ lệ 1 nè. A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn. Đó là tỷ lệ 1:21. Rồi, tiếp theo, nó có thể là dị hợp đều và dị hợp chéo. À, tạo ra A lớn B lớn trên A lớn B nhỏ. A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn. A lớn B nhỏ, A nhỏ B nhỏ và A lớn, A nhỏ B nhỏ. Đó, hai cái này là chung một kiểu hình. 2 nè, 1, 1.
121. Đây cũng là tỷ lệ kiểu hình 121. Cho nên bố mẹ có thể là kiểu gen giống nhau hoặc khác nhau. Đó, hai trường hợp ở trên là giống, ở dưới là khác. Các em chú ý dị hợp đều, lai dị hợp đều thì ra không ra tỷ lệ kiểu hình 121 nha, chỉ có kiểu gen 121 thôi. Ý thứ hai, các gen có thể liên kết hoàn toàn thì trường hợp này nè. Hai trường hợp này đều tần số F bằng 0 hết, liên kết hoàn toàn. Ý 1 đúng, ý 2 đúng. Ý thứ ba, hoán vị gen có thể chỉ xảy ra ở một giới. Đó, thì ở đây các em thấy nè, dị hợp trường hợp ở dưới này, dị hợp đều và dị hợp chéo lai với nhau. Có thể hoán vị với tần số bất kỳ ở kiểu gen này. Thì nó cũng đều cho ra tỷ lệ kiểu hình 121. Cô giả sử ở đây cô cho một tần số hoán vị F bằng 20% đi. Hoặc các em có thể làm F bằng X thì mình rút gọn, sau đó nó cũng đúng tỷ lệ 121. À, thì ở đây là mình sẽ có giao tử gì? A lớn B lớn bằng A nhỏ B nhỏ bằng 0,1. À, cô xin lỗi, 0,4. Giao tử liên kết A lớn B nhỏ bằng A nhỏ B lớn bằng 0,1. Giao tử hoán vị. Còn bên này thì ra hai giao tử không có hoán vị gen là 0,5. Đó, sau đó mình nhân lại thì mình sẽ ra các tỷ lệ xem nó có đúng là 121 hay không. Các em kết hợp các giao tử lại thì mình sẽ có kết quả. À, cô sẽ ghi phần dưới này ha. A lớn B lớn với A lớn B nhỏ nhân 0,4 nhân 0,5 là 0,2 nè. A lớn B lớn, A lớn B nhỏ. Đó. Rồi 0,2 A lớn B lớn, A nhỏ B lớn. 0,2 A lớn B nhỏ, A nhỏ B nhỏ. 0,2 A nhỏ B lớn, A nhỏ B nhỏ. Đó, mình nhân trường hợp ở trên lại với A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn bên này. Rồi tiếp tục giao tử hoán vị ở dưới. 0,1 nhân 0,5 là 0,05. A lớn B nhỏ, A lớn B nhỏ. Rồi 0,05 A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn. 0,05 A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn và 0,05 A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn. Đó, mình kết hợp kiểu hình lại. Kiểu hình này trội trội nè, trội trội, trội trội và trội trội cộng lại là 0,5. Trội trội. Đó. Rồi ở đây là trội lặn và trội lặn là 0,25. Trội lặn. Bên này là lặn trội 0,25, kết hợp bên này lại. 0,25 lặn trội. Đó, có 3 loại kiểu hình với tỷ lệ là 1, 2, 1. Cho nên ý 3 cũng đúng. Đó, có thể hoán vị gen xảy ra với tần số bất kỳ ha, ở một giới và giới đó phải là dị hợp đều, chứ không phải dị hợp chéo là sai, chỉ có dị hợp đều mới thỏa thôi. Đó, ở xảy ra ở một giới. Ý thứ tư, F1 có thể có tối đa 9 loại kiểu gen. Nếu mà F1 có 9 loại kiểu gen thì nó phải là gì? A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Từ thụ phấn thì lai với nhau. Đó. Thì nó mới tạo được 9 loại kiểu gen. Nhưng ở đây không có thể là dị hợp hai cặp như thế này phân liệt lập được. Cho nên ý 4 này là sai. Bởi vì ở đây mình có tỷ lệ kiểu hình là F1 là 121. Cho nên không thể có 9 loại kiểu gen. Đáp án là câu A. Câu 118, một loài thực vật tính trạng màu hoa do một gen có 5 allele quy định. À, đây là một gen có nhiều allele. Thực hiện 3 phép lai thu được kết quả như sau. Phép lai 1, cây hoa tím lai với hoa đỏ. Thu được F1 kiểu hình. Phân ly kiểu hình theo tỷ lệ là 2 tím, 1 đỏ và 1 vàng. À, mình thấy ở đây tỷ cây hoa vàng này là kiểu hình mới, cho nên hoa vàng sẽ là lặn so với tím và đỏ. Và tím ở đây ra 2 tím, cho nên tím là trội hơn so với đỏ và trội hơn so với vàng. Tiếp tục dựa trên phép lai thứ 3. Hoa vàng lai với hoa hồng, thu được là 2 vàng, 1 hồng và 1 trắng. Trắng sẽ là kiểu hình lặn xuất hiện mới ở đây. Và vàng sẽ trội hơn so với hồng và trội hơn so với trắng. Thì từ đó mình có gì? Tím trội hơn đỏ, trội hơn vàng, trội hơn hồng và trội hơn trắng. Mình sẽ gọi A1 nè, A2, A3, A4 và A5. Thì A1, hoa tím trội hơn đỏ, cho nên 1 là tím. Trội hơn A2 là đỏ. Trội hơn A3 là vàng. Và trội hơn A4 là hồng. Và A5 này là trắng. Đó, mình đã có quy ước gen. Và từ đây mình sẽ xem có bao nhiêu phát biểu đúng. Thứ nhất, hoa tím
trội so với các kiểu hình còn lại, tím là trội nhất là đúng. Ý thứ hai, có 4 kiểu sen quy định kiểu hình hoa đỏ. Hoa đỏ là A2 thì A2 nè, A2, A2, A3, A2, A4, A2, A5. Đó là kiểu hình hoa đỏ cho nên ý 2 đúng. Ý thứ ba, phép Lai 3 có tối đa một sơ đồ Lai thỏa mãn. Phép Lai 3. Phép Lai 3 là hoa vàng Lai với hồng ra là 121. Hồng ở đây là vàng là A3. A gạch và hồng là A4 gạch. Mà ra tỷ lệ đời con là có hoa trắng. Hoa trắng phải là gì? A5, A5. À, cho nên bắt buộc chỗ này phải là chứa A5. Bên này chứa A5. À, cho nên nó chỉ có một sơ đồ Lai thỏa mãn. Ý 3 là đúng. Nó sẽ ra được có cây hoa trắng. Ý thứ tư, ở phép Lai 2 có tối đa 3 sơ đồ Lai thỏa mãn. Ở phép Lai 4, ở phép Lai 2. Ở phép Lai 2 là tím Lai với hoa vàng. Cây tím có kiểu gen là gì? A1, A gạch, Lai với hoa vàng, A3. Ở đây xuất hiện một đỏ và một tím. Mà đỏ phải là gì? Đỏ phải là 2. Cho nên bắt buộc chỗ này phải chứa cây hoa tím này phải là A1, A2. Đó, nó để nó ra được là đỏ và một tím. Tím là A1 và đỏ là A2. Thì lúc bây giờ cái chỗ A3, A gạch này có thể là các trường hợp. Ví dụ A3, A3 cũng thỏa. Hoặc A3, A4 cũng thỏa. Hoặc A3, A5 cũng đều thỏa. Đều ra tỷ lệ là một đỏ và một tím. Cho nên ý 4 cũng đúng. Vì vậy câu này là có 4 đáp án đúng là câu D. Câu 119. Một nghiên cứu được thực hiện để xác định khả năng quang hợp của một loài dương sĩ sống dưới tán rừng và một loài cây bụi sống ngoài sáng là loài B. Ở cường độ ánh sáng là khác nhau. Kết quả nghiên cứu được biểu thị bằng đồ thị như hình bên. Từ kết quả nghiên cứu thì có bao nhiêu khẳng định đúng? Thứ nhất, ở điều kiện ánh sáng yếu dưới 200 đơn vị, là ở đây là 250 nè, thì phần dưới 200. Thì loài dương sĩ quang hợp tốt hơn. Mình thấy đây, đồ thị là loài dương sĩ nó ở phần trên cao hơn. À, cho nên ý 1 đúng, nó quang hợp tốt hơn. Ý thứ hai, để đạt tốc độ quang hợp cực đại, loài B cần cường độ ánh sáng cao khoảng 9 đến 10 lần loài dương sĩ. Loài B để đạt cực đại, nó phải lên tới 15 đến gần 20.000. Thì đối với loài dương sĩ thì gần 200. Cho nên đúng là gấp 9 đến 10 lần loài dương sĩ là ý 2 cũng đúng. Ý thứ ba, loài dương sĩ nhiều khả năng là thực vật ưa bóng, còn loài B là ưa sáng. Thì mình dựa trên đồ thị, khi mà cường độ ánh sáng tăng, loài B tăng thì cường độ quang hợp tăng, thì nó đúng là loài ưa, loài B là loài ưa sáng. Còn loài dương sĩ mà ánh sáng tăng lên quá cao thì cường quang hợp của nó giảm xuống, cho nên nó là loài ưa bóng, cho nên ý 3 cũng là một ý đúng. Ý thứ tư, nếu quần xạ chứa hai loài này diễn thế theo hướng tăng dần sự có mặt của loài cây gỗ, thì loài B sẽ chiếm ưu thế hơn so với loài dương sĩ. Nếu mà có mặt cây gỗ là cây mà nó sẽ che bóng, thì lúc bây giờ cây dương sĩ nó sẽ có lợi hơn, bởi vì nó là loài mà ưa bóng. Cho nên lúc đó loài chiếm ưu thế hơn là loài dương sĩ chứ không phải loài B. Loài B là ưa sáng mà cây gỗ nó sẽ che bóng sáng đi. À, cho nên là che bớt ánh nắng mặt trời. Vì vậy là ý 4 này là sai. Mình chọn đáp án là câu B. Có 3 ý đúng. Câu 120. Bảng 1 mô tả hàm lượng mRNA và protein tương ứng tương đối với gen Y thuộc Oberon lắc, vi khuẩn E. coli. Trong môi trường có hoặc không có lactose, biết rằng chủng 1 là chủng bình thường. Các chủng 2, 3, 4 là chủng đột biến phát sinh từ chủng 1. Mỗi chủng bị đột biến ở một vị trí duy nhất trong Oberon lắc. Thì khi nói về chủng 2, 3, 4 có bao nhiêu phát biểu đúng? Thứ nhất, chủng 2 có thể đột biến ở vùng vận hành O. Ta thấy chủng 2 này, môi trường có hoặc không có lactose đều không phiên mã. Đó. Thì nó không thể nào mà đột biến ở vùng vận hành O, mà có khả năng nó là bị đột biến ở vùng khởi động B. Nó làm cho đột biến hỏng cái vùng B này luôn.
Vì vậy, mRNA, enzyme ADN polymerase nó không bám lên vùng B được, cho nên nó không thể phiên mã được. Đó, mặc dù có lactose. Cho nên ý 1 sai. Ý 2, chủng 3 có thể đột biến ở vùng mã hóa gen Y. Chủng 3 này khi có lactose hoặc không có lactose đều tạo ra được, đều phiên mã tạo ra mRNA, tạo ra protein. Cho nên có thể cái chủng B này nó đột biến, nó làm mất hoặc sai hỏng cái vùng O. Chủng 3 này không phải gen mã hóa Y. ZIA thì nó không có liên quan nếu mà đột biến ở gen Y. Thì khi mà không có lactose thì nó sẽ không thể phiên mã, không thể tạo ra protein được. Chỉ có thể là nó đột biến ở vùng vận hành O và làm cho cái vùng vận hành này nó không có khả năng liên kết với protein ức chế, nó mất khả năng ức chế phiên mã. Vì vậy, có hay không có lactose đều phiên mã. Cho nên ý 4 này đúng nè, chủng 3 đột biến ở vùng vận hành O, nên 2 sai. Ý thứ 3, chủng 4 có thể bị đột biến ở vùng khởi động B. Chủng 4 có lactose thì tạo ra mRNA, nhưng phiên mã nhưng lại không dịch mã, thì không thể nào mà đột biến ở vùng khởi động. Nếu đột biến vùng khởi động là nó sẽ không khởi động luôn và không tạo ra được. Khi có lactose sẽ không tạo được mRNA. Cho nên ý 3 cũng sai. Vì vậy câu này có một ý đúng thôi, đáp án là câu D.